Nếu bạn quan tâm tới marketing và kinh doanh thì mình muốn cho các bạn coi cái này. Còn nếu mà bạn không quan tâm thì thôi, lướt đi đi, tại vì nó sẽ dài lắm. Đây là một cái package của một cái công ty gọi là Magnetic Marketing. Thì đây là một cái công ty chuyên về bán, giống như là các bạn có thể tưởng tượng nó là bán khóa học. Thì nó có 3 dòng sản phẩm subscription. Thì đầu tiên là gói Gold Membership là thành viên vàng 2 triệu mấy một tháng. Tiếp theo là gói Diamond Membership thành viên kim cương tầm 7 triệu mấy một tháng. Và cái cuối cùng là Inner Circle, tạm dịch là hội kín đi, thì đâu đó chắc tầm khoảng, mình đoán chắc cũng phải 200 triệu một năm. Nếu mà cho bạn là cái công ty với 3 dòng sản phẩm như vậy, bạn sẽ làm gì để mà marketing 3 cái sản phẩm đó? Bạn sẽ chạy quảng cáo cả 3 dòng sản phẩm đó cũng được. Nhưng mà cái công ty này nó có một cách marketing hay hơn rất là nhiều. Cái khái niệm này gọi là ascension, nó lên cấp từ từ. Nó có cái goal dành cho những người mới bắt đầu, sau đó nó có diamond cao cấp hơn, và nó có cái inner circle hội kín, và nó marketing theo cái level đó. Tức là nó không có lấy quảng cáo của ba cái sản phẩm đó nó chạy tùm lum tùm la cho tất cả mọi người, mà nó chỉ quảng cáo cái Gold Membership là cái thấp nhất, cái sản phẩm thấp nhất của nó thôi. Khi mà có những người họ quan tâm tới cái sản phẩm đó, ví dụ như mình đi, mình thấy quảng cáo đó, mình quan tâm, mình mua, thì ngay khi mà mình vừa mới mua, nó có email của mình, nó lấy cái email đó, nó bỏ vào một cái list và nó chạy quảng cáo cái Diamond Membership cho mình. Tức là cái quảng cáo Diamond Membership đó bạn sẽ không thấy được nó cho tới khi mà bạn mua cái gói Gold rồi. Tại vì sao? Tại vì nó biết là chỉ có những người nào đã mua gói thành viên vàng rồi thì mới có khả năng là họ sẽ update lên trên cái Diamond thôi, chứ rất hiếm ai mà tự nhiên không biết gì vậy hết mà tự nhiên họ sẽ mua lên cái Diamond liền. Họ không có chạy quảng cáo amass tùm lum, mà họ chạy quảng cáo cụ thể chính xác tới những người nào có khả năng xuống tiền nhiều nhất. Đó là những người đã trả tiền cho cái gói rẻ hơn đó rồi. Và cái hay nữa là sau khi mà họ chạy quảng cáo cái Diamond Membership cho mình á, thì mình cũng mua luôn. Và mình đang chờ cái quảng cáo, cái hội kín đó, cái Inner Circle đó bao giờ nó tới. Tại sao vẫn chưa có quảng cáo nữa mà mình update lên cái Inner Circle? Cho tới khi cái hộp mà của cái Diamond Membership nó về tới nhà mình á, thì các bạn mở ra các bạn sẽ thấy nó có một cái rất là hay. Đây là cái hộp đó. Trong cái hộp đó mở ra nó có Welcome Letter, một cái, hai cái Welcome Letter. Nó có cuốn sách, nó có một cuốn sách bự hơn, và dưới cuốn sách bự hơn đó là giấy mời tham gia hội kín. Tới tận lúc này đây nó mới quảng cáo cho mình để mà mình tham gia hội kín, hội cái insider circle của nó. Tức là nó biết chỉ có những người nào họ mua cái gói Diamond rồi họ mới suy nghĩ tới chuyện là update lên cái Insider Circle, cái hội kín của nó thôi. Mà thậm chí là nó không cần quảng cáo online luôn, nó bỏ một cái tờ giấy này vô trong cái hộp mà nó gửi hàng về cho mình. Tức là gì? Tức là nó target được chính xác luôn những người nào họ có quan tâm, họ có khả năng và họ muốn tham gia cái sản phẩm của nó. Mình thấy rất là hay, hy vọng là các bạn học hỏi được gì từ đó.